Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiểng tại điểm bán của Lợi Nguyên. Rồi hôm nay có gì về? Rồi chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay thì em cũng xin giới thiệu một số mặt hàng mới về nha bà con. Ví dụ như là trang Hoàng Anh, gọi là trang lá liễu nha, và bằng lăng và kiều hùng nha. Đây, hôm nay cũng có hai ba loại thôi. Cây đầu tiên là một cây trang vàng anh lá liễu nha. Cây này thì nó sống theo những con suối nha bà con, nó sống về ở trên đồi núi nha. Đây, đây lá nó đây nha, mà hằng này thì cũng mới bứng thôi, bầu tất cả là đều bầu dâm nha, nhưng mà rễ nó rất là mạnh nha bà con. Em vô lô thì em sẽ bao sống hết cho bà con nha. Đây, rồi cây này mới bứng rồi, nha. Đúng rồi, đây thôi, chiều cao của nó nha là 140, rồi tán ngang của nó là 70 nha. Đây mấy cái này rất là nặng rất to nha. Đây bà con xem kỹ giùm em nha. Cây này thì một cốt rất là già rồi. Đây còn mặt bông này của nó đây nha bà con. Đây bông trang Hoàng Anh nha. Đây là chụp thực tế đây. Đây đúng rồi, thực tế trên núi nha. Đây họ đi làm gì họ chụp nha bà con. Rồi. Đây bảo đảm luôn nha. Đây em đo hoành. Rồi hoành vị trí này của nó là 82. Rồi. Đây. Còn hoành đế nở thì dưới đây của nó nha, là 100 nha bà con. 100. Đây. Rồi xoay vòng nữa thì trang Hoàng Anh nha, gọi là trang lá liễu. Đây nó đây vách, đây vách có một vách lỗ đây nha. Đây này nó sống đa số theo những con suối. Đảm bảo ok phải đảm không? Bảo sức sống tốt cho bà con luôn nha. Về bà con để trong mát tưới nước đều giùm em thôi. Và cây sẽ sống tốt khỏe nha. Trong vòng một tháng mà cây không xanh đông trời tốt thì bà con cứ alo cho em. Em sẽ bồi thường cho bà con cái khác nha. Rồi cây số 1C này có giá là 5,2 triệu. Đây em bao ship toàn quốc luôn nha. Trang Hoàng Anh bao ship toàn quốc. Đây. Rồi 2C. Đây cũng là một cây trang Hoàng Anh khủng luôn. Đây loại này về bà con trồng cho nó có dáng bay là nằm ra nha, rất là đẹp nha bà con. Đây thằng bay này có dáng là như mẹ bồng con nha. Đây chiều bay là 140. Đây xoay vòng nữa đi. Đây cây này thì cũng có mặt lỗ bên nha, nhưng mà lỗ nó cũng là giống như cây số 1 đó. Đúng rồi, nó giống như cây số 1 nha. Đây lỗ nó âm thân rồi nha. Hàng mấy cái này cũng vết gãy rồi nó lên lại. Vết gãy cắt người ta nha. Không sao ha. Đây. Quay đi. Bông nó rất đẹp nha bà con. Nó rồi. Giống như bông trang của mình nha. Có một vết nhưng mà nó thẹo nè ha. Đúng rồi, nó hoàng thường. Đây vết lỗ nó đây nha. Kéo nó kéo lạnh rồi đây nha bà con. Rồi. Sành hết rồi. Chưa xử lý gì hết. Đây, cái này là mới vừa bứng thôi nha bà con. Đa số người ta mới đi bứng về thôi nha. Nó bị trong tự nhiên. Rồi. Hoành này của nó là 89 nha. Đây hoành thân này 89 nha. Đây trên đây 89 nha bà con. Đây em đo hoành đế tổng của nó nha là 110. Rồi quay đây chỗ này 110. Cái bầu này là bầu sao? Bầu này là bầu bầu dâm đó nha bà con. Đây tại vì nó giống trên đồi núi không thể nào được đứng được bầu yên nha. Đâu bò đo đo một cái thân này coi, thân gời này coi. Đây. Thân này của nó là 54 nha. Rồi. Đây cái này có dáng bay mẹ bồng con rất đẹp luôn nha. Chỉ cần về bà con chọc mà để cho nó bay thôi là rất đẹp nha. Đây. Đây cho nó bay gì nha bà con. Rồi. Rồi cây 2C. Đây cái này em vô luôn với bà con là có giá là 5,5 triệu nha. Đây cũng bao ship cho bà con toàn quốc luôn. Rồi, rồi. Tiếp cây 3C. Đây mấy cái này đều rất là nặng nha bà con, rất lớn nha. Cũng một cây trang Hoàng Anh luôn. Cây này có bộ đế rất đẹp nha. Chiều cao của nó là 90. Đây. Cái này đế nơm luôn, đế rất là mạnh nha. Cũng là cây trang Hoàng Anh. Trang Hoàng Anh nha bà con. Đây, cái đế sổ này của nó nha, nó khoảng là 42. Đây. Hoành vị trí này em đo là 65. Rồi, quay vòng đế coi. Đế này rất là đều luôn. Rồi. Đây. Rồi hoành của nó là hết thước dây nha bà con. Đây hơn 150 nha, tức 150. Hoành đế. Đây hoành đế nha. Rồi. Mình tức 150 đi. Chỗ này đây. Đây những vết cắt của nó nha, người ta bứng nó phải cắt đây nha. Mới vừa bứng thôi. Đây. Rồi. Rồi cây số 3C có giá là 4,2 triệu. Em bao phí toàn quốc luôn nha. Loại trang này mình về cũng có thể ghép được trang miền Tây mình nha bà con. Trang Hoàng Anh nha. Đây 4C. Đây là một cây trang Hoàng Anh dáng quái luôn nha. Đây. Đế rất là đẹp nha bà con. Chiều cao của nó là 60. Đây cái này thì không hề bị lũa hay thẹo luôn nha. Đây. Hoành em đo vị trí này là 20 nha. Cốt này 20. Hoành thân 20. Đây.
Đây cái đế sổ này của nó nha bà con là khoảng là 50. Hoành đế. Đây. Hoành đế tổng của nó là 95. Rồi quay đi không có bị lỗi gì ha. Cái này không hề lỗi nha. Không hề thẹo dít luôn. Số 4C. Đây. Rồi cây 4C này có giá là 2.1 triệu. Đây em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con nha. Rồi 5C. Đây cũng là một cây trang Hoàng Anh luôn nha. Cây này thì có ôm đá nha bà con. Đây nó có lỗ âm thanh một bên. Chiều cao này của nó là 47. Đây em đói cốt nhỏ này nha. Đây cái cốt thân này của nó là 18 nha. 18. Đây hoành động tổng đế của nó là 100. Rồi. Đây cây có ôm đá nha. Đây trang Hoàng Anh luôn nha bà con. 5C. Có giá là 1.7 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Đây số điện thoại của em là 0772 877 278. Đây 6C cũng là một cây trang Hoàng Anh dán bay luôn. Cây này là cây đặc nha bà con. Đây cây này đế rất là nhiều nha. Đây. Đây cây này có hình thú luôn. Chiều bay này của nó là 90. Rồi. Đây. Đây em đo hoành vị trí này nha. Là 68. Đây còn trên đây nha. Trên này của nó là 33 thôi. 33. Rồi. Đây trang Hoàng Anh luôn. Đây trang lá liễu nha. Đây cái này đế rất là nhiều nha. Rất mạnh nha bà con. Cái gì bên đây vậy? Bên đây là một cái cũng một cái nhánh thôi. Về bà con cắt bỏ nhánh này giùm em nha. Để gấp em không cắt nha bà con. Đây mình cắt cái phần dư thì bỏ đi. 6C có giá là 3.3 triệu. Đây bao gồm phí ship nha. Rồi 7C cũng là một cây trang Hoàng Anh luôn. Đây trang Hoàng Anh lá liễu nha. Đây mấy cái này đế rất là nhiều, rất là lực nha. Chiều cao của nó là 95. Đây. Rồi hoành của nó là 59 nha. Hoành thân vị trí này 59. Đây cây 7C. Đây một cây trang Hoàng Anh luôn. Lá liễu. Đây cây này cây đặc nha bà con. Cũng không hề bị lũa hay thẹo gì luôn nha. Đây cây số 7C. Có giá 2.9 triệu bao gồm phí ship nha. Rồi 8C. Cũng là một cây trang Hoàng Anh luôn nha. Đây có cái dáng là phu thê rất đẹp nha bà con. Đây cây liền lạc luôn. Chiều cao này của nó là 110. Đây. Đây cây này cũng là cây đặc luôn nha. Đây em đo một thân đại diện này trước đi. Thân này của nó là bên đây của nó là 46 nha. Rồi. Đây 46. Đây đo bên thân đây luôn đi. Đây cái thân bên đây của nó là 57 đi. Rồi. Đây rồi đo vòng đế cái đây. Đây cho bà con tìm hiểu kỹ nha. Đây hoành đế của nó hết thước dây nha bà con. Đây khoảng 150. Rồi. Đây trang Hoàng Anh lá liễu nha. Đây cây số 8C. Cây này nặng cũng khoảng 70-80 kg cho lên nha bà con. Đây 8C này cũng có giá là 5.5 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Đây bên em bán bao ship toàn quốc hết nha. Đây 9C. Đây là một cây tử đằng. Đây tử đằng một cốt nha. Đây cây này chiều bay này của nó là 95. Hoành này của nó là 55 nha. Đây cái này rất to nha bà con. Rồi thân gỗ nha. Qua tứ đằng rất đẹp nha. Về mình lên tìm hiểu Google thêm giùm em. Qua tứ đằng rất là đẹp. Đây số 9C. Đây mặt cắt nó gì nha. Rồi cái này có giá là 1.7 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đây một cây qua tứ đằng lớn nha. Rồi 10C cũng là một cây qua tứ đằng luôn. Đây liền một bệ nha. Nó sống trên những đồi núi cho nên người ta khai thác nó theo tự nhiên thiên nhiên nha bà con. Đây cái này thì toàn gừng. Chiều cao của nó là 65. Đây tổng hoành của nó hết thước dây. Đây này người ta bứng từ thiên nhiên trên đồi núi thôi. Đây bông của nó thì rất là đẹp nha. Giờ em cho con sai rất là đẹp. Rồi 10C. Cây này cũng có giá là 1.8 triệu bao ship cho bà con luôn nha. Đây mấy cái này đều rất nặng rất to nha bà con. 11C là một cây bằng lăng lá chung. Đây cây này mặt dựng nha. Đây cây có ôm đá luôn. Chiều cao của nó là 70.
Đây. Tổng hoành của nó là 115. Rồi. Đây tổng hoành nha. Đây cái này có ôm đá rất nhiều nha. Đây mặt nó sau lưng đây nha. Đây những cái đường nó kéo lụa rất là đẹp nha bà con. Rồi 11C này lá chung nha. Cái này có giá là 1.6 triệu bao phí toàn quốc luôn nha. Đây bằng lăng lá chung. Rồi 12C. Đây cũng là một cây bằng lăng lá chung luôn. Đây cái này mặt dựng rất đẹp nha, giống như cái mặt võng luôn. Chiều cao của nó là 105. Rồi tán ngang là 90. Đây bà con xem kỹ giùm em nha. Nó đường với nhau là thiên nhiên rất là đẹp nha bà con. Đây lá chung luôn nha, hàng này đều hàng từ của tự nhiên không thôi. Đây bà con về lên cái chậu hình chữ nhật rất là đẹp nha. Tổng hoành của nó là khoảng 140. Đây tổng hoành bệ nha. Số 12C. Đây cái này có giá là 2.4 triệu bao gồm phí ship cho bà con luôn. Đây mấy cái này rất là nặng nha bà con. Rồi 13C. Đây cũng là cây lá chung luôn nha. Cái này thì người ta nuôi nó đâm chồi sống khỏe rồi. Chiều cao 90. Rồi cái tán ngang của nó là 75 nha. Tán ngang thân. Đây cái này đâm chồi sống khỏe hết rồi nha. Đây em đo quần eo này của nó là 95. Đây lá chung luôn nha bà con. Đây mấy cái này lỗ âm thân rất đẹp nha. 13C. Đây cái này có giá là 2.3 triệu. Đây bao gồm phí ship luôn nha. Mấy cái này đều nặng trên 70-80kg nha bà con. Bảo đảm luôn nha, cây rất là to. Cây này khoảng 3-4 người khiêng. Rồi 14C. Đây cây này thì người ta nuôi trong bầu nó sống khỏe rồi nha. Đâm chồi rất là mạnh rồi. Chiều cao của nó là 80. Đây mặt ngang thân của nó là 62 nha. Đây hoành của cái thân này của nó nha là 20 thôi. Đây rồi cái này có giá là 1.000.000 bao phí toàn quốc luôn nha. Rồi số 16C cũng là một cây sung luôn. Đây hình lắc lượng giống như hình số 8 luôn. Chiều cao là 60. Đây em đo tổng hoành cũ này luôn đi. Tổng hoành bệ là 46 nha. Đây sung giống quái luôn. Về sửa bonsai lên cho kiểu rất đẹp nha bà con. Loại này nó có trái rồi hết nha. Rồi 16C cũng có giá 1.000.000 bao phí cho bà con luôn nha. Rồi 17C là một cây kiều hùng nha. Đây kiều hùng này đã sống tốt khỏe rồi nha bà con. Rễ nó rất là mạnh nha. Đây cây này thì đang lên hoa luôn. Chiều cao của nó là khoảng 140. Đây bông lên bông rồi nha bà con. Hàng nữa lên bông hết rồi nha. Bông nó rất đẹp nha. Đây rễ thì bao mạnh nha bà con luôn. Đây hoành cái thân này của nó là 18 thôi. Đây cốt này 18 thôi nha. Đây đế thì rất là đều luôn. Đế nó đâm xuống tới bầu nha bà con. Rất mạnh nha. Đây
mình chơi thôi. Rồi, phần thân này của nó là 21. Đây 21 nha. Đây số 19 này cũng có giá là 800k luôn nha. Mấy cái này đế đều gắt đều hết nha bà con. Rồi 20. Đây một cây kiều hùng luôn. Về hàng này bảo đảm cho bà con khoảng 2 tháng trở lại là có qua nha. Chiều cao là 65. Đây. Vành thân là 20. Đây. Thằng này của nó 19 thôi. Xin thân ái mến chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.